Chào mừng các bạn đã đến với kênh thông tin chăm sóc sức khỏe và cung cấp thảo dược thiên nhiên của công ty thảo dược Nguyễn Trân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cây xà đen có tác dụng chữa bệnh như thế nào. Cây xà đen là một trong những loại thảo dược rất quý. Lá xà đen có thể được dùng riêng lẻ hoặc kết hợp với một số loại thảo dược khác, nấu lấy nước uống chữa bệnh và tăng cường sức đề kháng rất tốt, đặc biệt là bệnh ung thư. Vì vậy, cây xà đen còn gọi là cây ung thư. Cây xà đen hay còn gọi là cây ung thư theo dân tộc Mường ở tỉnh Hòa Bình, Việt Nam. Cây quả nâu, bách giải, bạch vàng hoa, thanh giang đằng, dây gối, v.v. Tên khoa học của xà đen là Cilatrus hinsibens S. Hood, thuộc họ dây gối Cilatraceae. Ở nước ta, cây xà đen mọc nhiều ở khu vực rừng núi, đặc biệt là ở tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa và Ninh Bình. Cây xà đen là một loại thực vật dây leo và thân gỗ dài khoảng 3-10 mét. Xà đen mọc thành bụi nhưng cây non thường có màu xám nhạt và không có lông, còn cây trưởng thành thì có màu xanh nâu và nhiều lông. Lá của cây xà đen mọc so le, phiến lá hình bầu dục và đầu nhọn. Chiều dài của lá khoảng từ 7 đến 12 cm, chiều rộng khoảng 3 đến 5 cm, mép lá có răng cưa ngắn. Cuốn lá tương đối ngắn, chỉ từ 5 đến 7 mm. Hoa của cây xà đen có màu trắng, 5 cánh thường mọc thành từng chùm ở nách hoặc ngọn lá. Chùm hoa dài từ 5 đến 10 cm, còn cuốn hoa dài khoảng 2 đến 4 mm. Quả xà đen có hình giống quả trứng và dài khoảng 1 cm. Quả thường có màu xanh chuyển vàng khi chín và tách thành 3 mảnh. Cây xà đen ra hoa vào tháng 3 đến tháng 5 và có quả từ tháng 8 đến tháng 12. Có thể hái cây xà đen để dùng làm dược liệu vào bất kỳ thời gian nào trong năm, nhưng để đạt được dược tính cao, cần đợi đến khi cây già. Rửa sạch bằng nước các phần của cây xà đen sau khi thu hoạch, cắt từng đoạn ngắn rồi mang phơi khô hoặc sấy khô, cho vào túi ni lông để dùng dần. Cây xà đen có tác dụng gì? Cây xà đen hay còn gọi là cây ung thư vì thành phần hóa học của cây có khả năng ức chế tế bào gây ra ung thư, đặc biệt là ung thư gan và ung thư phổi. Cây xà đen có thành phần hóa học gồm những polyphenol, axit lithobenzamic và axit lithobenzamic B, axit romarinic, caemferol, barutinoxit rutin, sewisterben và triterben, các nhóm hợp chất khác như axit amin, quinon, flavonoid, tannin, v.v. Với những thành phần đó, cây xà đen có các tác dụng dược lý bao gồm: chống khối u. Các hợp chất polyphenol, flavonoid, quinon trong cây xà đen có tác dụng ức chế tế bào ung thư phát triển hóa lỏng tế bào ung thư để chúng dễ dàng bị tiêu hủy, từ đó chống hình thành khối u và di căn. Chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa trong cây xà đen có khả năng chống lại các gốc tự do và làm suy giảm những tác hại của gốc tự do đối với tế bào. Chống nhiễm khuẩn. Đặc biệt, hợp chất saponin triterpenoid trong xà đen có khả năng bảo vệ cơ thể trước tác nhân vi khuẩn xâm nhập. Về đông y, cây xà đen có vị hơi chát và đắng, tính hàn và có những tác dụng như sau: điều trị bệnh viêm gan, xơ gan, hỗ trợ chữa gan nhiễm mỡ, làm vàng da, giải độc tiêu viêm, mụn nhọt trên da, ổn định huyết áp hoạt huyết, giúp giải tỏa căng thẳng, an thần, tăng sức đề kháng, chữa khối u, trị các bệnh xương khớp, cột sống. Tùy từng bài thuốc, liều dùng xà đen sẽ tương ứng, tuy nhiên tối đa chỉ nên dùng xà đen khoảng 70 gram một ngày và cần tham khảo ý kiến của thầy thuốc để được tư vấn liều dùng cho phù hợp với bệnh. Một số bài thuốc từ cây xà đen. Xà đen là loại dược liệu có thể sử dụng được cả thân, cành và lá, dùng tươi hoặc khô đều được. Một số bài thuốc phổ biến từ cây xà đen như sau: thanh nhiệt lợi tiểu thông kinh, phơi khô và sao vàng xà đen 15 gram, kim ngân hoa 12 gram, sau đó hãm lấy nước uống trong ngày. Tăng cường đề kháng, giảm căng thẳng, sắc lấy nước uống hàng ngày. Các loại dược liệu gồm xà đen, nấm đinh chi, dạo cổ lam mỗi loại 15 gram. Hỗ trợ điều trị các bệnh về gan, nấu 2 lít nước với xà đen 50 gram gồm lá và thân cây, mật nhân 10 gram, cà cây leo 30 gram rồi đọc lấy nước uống hàng ngày. Giải độc gan, hỗ trợ tiêu hóa, phòng chống ung thư, nấu 1,5 lít nước với xà đen và xà vàng mỗi loại 100 gram, cây B1 30 gram, cây máu gà, cây huyết đăng để uống trong ngày. Hoặc cũng có thể nấu xà đen với 70 gram bao gồm lá và thân cây, sau đó lọc rồi để nguội uống hàng ngày. Cầm máu chữa mụn nhọt. Vệ sinh da sạch sẽ rồi lấy khoảng 3 đến 5 lá xà đen còn tươi đã giã nát đắp lên, sau đó băng lại để tránh nhiễm trùng. Hỗ trợ điều trị ung thư gan, ung thư phổi, sắc lấy nước uống các loại dược liệu gồm xà đen và cây hoàng ngọc mỗi loại 50 gram, bán chi liên 10 gram, bạch hoa xà 20 gram, nên uống sau mỗi bữa ăn khoảng 30 phút và uống 2 lần một ngày. Một số lưu ý khi dùng cây xà đen làm dược liệu.
cũng như nhiều loại thuốc và thảo dược khác, trước khi sử dụng cây xà đen làm dược liệu cần tham khảo ý kiến từ thầy thuốc, bác sĩ để tránh gặp các tác dụng phụ hoặc tương tác thuốc. Một số lưu ý đối với cây xà đen cần cẩn trọng khi sử dụng bao gồm: không dùng vượt quá liều lượng cho phép vì có thể làm tụt huyết áp, gây ra hoa mắt, chóng mặt. Thuốc hoặc trà từ cây xà đen sau khi nấu hoặc hãm cần pha vừa đủ, đúng liều lượng và dùng hết trong ngày, tránh để thuốc qua đêm, khi sử dụng sẽ làm đau bụng đi ngoài đầy bụng. Xà đen có tác dụng an thần và chữa mất ngủ nên có thể gây ngủ gà, ngủ gật. Không nên sử dụng đối với người bị bệnh thận vì có thể làm suy thận. Không được tự ý tăng giảm liều lượng hoặc phối hợp với các loại dược liệu khác để tránh gây ra những tác dụng không mong muốn. Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con, cho con bú, trẻ nhỏ dưới 5 tuổi là những đối tượng không được sử dụng. Nếu muốn dùng xà đen để điều trị các bệnh ung thư, cần hỏi ý kiến từ bác sĩ, thầy thuốc. Không sử dụng thức uống có cồn, các loại thực phẩm như cà pháo, đậu xanh, măng chua, rau muống v.v. khi uống xà đen vì có thể làm giảm tác dụng. Nếu đang dùng thuốc Tây y để điều trị nên uống thuốc Tây và các bài thuốc từ cây xà đen cách nhau tối thiểu là 60 phút để đạt được hiệu quả và tránh tương tác thuốc. Cây xà đen là loại thuốc nam rất quý nhờ đặc tính phòng chống bệnh ung thư. Ngoài ra cây còn có tác dụng an thần, giải tỏa căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch và điều trị các bệnh về gan. Để mua được cây xà đen uy tín chất lượng, các bạn có thể liên hệ tới công ty thảo dược Nguyễn Trân, địa chỉ số 860/14 Xô Viết Nghệ Tỉnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, số hotline 0906 852 188. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.